Rồi, bây giờ thì mấy anh mình sẽ đóng mặt thung vô trước, rồi chút xíu nữa ráp cái trục chân vịt vô cái trục láp rồi đúc vô luôn mà. Đây, mặt láp đây. Đó, một cái dài, một cái ngắn. Còn hai cái ngắn này là cái bạc thung lái. Sắp sửa mọc hết. Cắt rưỡi bãi đầu á. Không, tính ra còn nguyên dưỡng ta. Không mắc cái tí nào. Chưa năng gì vậy? Không mắc cái tí nào hết. Không có cái này cực cái sao ngon. Nó cài sữa ba giới thì thế này sao ngon. Cũng vậy à. Đúng mấy. Giờ tới cái mặt khung trong. Tôi túc trầm. Mẹ cùng người canh nó mới rồi. Cái kiếm đi bạn, không chịu thấy đi rồi. Dập. Cái gì vậy? Bỏ vô. Dòng vô cái, tán vô cái. Đó. Ở đây thì anh mình đang đóng mặt thùng. Còn phía trước thì anh mình đang lắp cái chân vịt vô. Chân vịt đó là vịt 4 cánh 2m80 660kg. Có cái động cơ Hino 850 hộp số 12 tua. Gây nghề cầu sim ở khu vực Đồng Đăng, tỉnh Tiền Giang. Đó, giờ anh mình ấp chuẩn bị lắp cái trục láp vô, tranh thủ ngày mai hạ thủy luôn rồi ha. Giờ đúc láp rồi đúc bánh lái nữa anh. Đây, cái lái nằm đây, con nằm đây nè. Tám mươi 660 kg. Đúng rồi. Ôi ngon đấy ơi, ngon. Con vịt nó cao ghê. Giờ đang rạc chốt là quét đừng mà lắp vô. Ngon. Vô kéo. Kéo dưới. Nè. Tao muốn ra tới lên nè. Cây nó quạt nó không. Té còn đó à. Lấy cái quá. Vàng là người bé tăng được mà không yếu mà người bé lên. Sao vậy? Dữ lắm, bọn hàng máy bóc vậy. Bảo đầu nhật. ra mà tự mấy cái này mày đội gì ra mà nó lú gì vậy? Thẩm nổi nhịch nè, vô kiếm ống tiếp gì ngon ngon. Vô mà nó vô nó mới tủa, khi nào nó cứng nó sát nó mới chịu áp. Nó hở ra. Vô. Vô thấy không? Đó là kêu ông mười vô mẹ rồi. Mười vậy giờ. Ủa ông cái gì? Quân. À, quân, mời người ta kêu quân. Nhưng nhớ sao nó đáp đẻ mày? Vậy. Nó chưa sát, nó sát nó mới lên áp. Nó đáp vô 6.000. Ủa 5.000 đi. 6.000. 6 lên tục rồi. Mình nói gì anh đây? Hả? Đây. 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 Nói là bạn muốn làm nó vậy á. Hai bộ này chìa khóa một thứ, chìa khóa trong chìa khóa ngoài. Dính vô đi. Trời, tôi rút lại vô đâu. Đu nữa hả? Mày không chơi à? Tôi đo đó à? Tôi không biết nó xuống này. Nói em biết. Rút con điện lên nghe nè. Ô thắng lại rồi. dây nút bánh lái, còn ở lên trên hai anh thợ đừng là ráp mấy cù tô. Ở bánh lái này lên hơi bị căng rồi, nãy giờ lên nhõng xe không thấy không? Nhõng xe không thì cắn nhiều mà không lên ta. Phần trên bon nắp hầm inox 245 hầm. Cái phần bật đạn lái anh chuẩn bị xong nè, đợi rút lên trên rồi sẽ bắt cái phần trên này vô. Phần này đang rút lên, mới đó mà thun lại. Cái này là bật đạn chà lái này. Còn này ở trong khoang, máy anh đang ráp cái cụt tô tối thui, không có đèn đuốc gì rồi. Hino 850 chổng à. À, tối như đi 30 luôn. Mấy đỏ liền. Đâu, chìa khóa luôn á, xe tới. Lấy con dao cạo, cái cạo là quất cái đi. Lưng này mở. Chặt búa này. Búa đi, đừng có dập lại xuống này. Tỏ giỏi đủ rồi. Tại cái mí vuông á, tỏ đẩy xuống. Chết nhỏ luôn nè, ăn nha. Nè, hai. Đó đủ. Ốc vậy mới được, anh nãy anh bắt vậy đè cái vô, nó coi chưa? Cho nó thông á, phải chưa? Vô cái này là vô luôn cái nòng rồi phải không? Điện, quay lại vậy luôn ta, quay lại chứ đâu vậy ta? Quay lại. Vậy. Phải không mày? Phải. Ừ, để nổi không được rồi, chết rồi. Hả? Để nổi không được rồi. Ừ, vừa tiếng luôn, bỏ vô đi, bỏ vô đi. Bỏ trước đi. Còn ống chưa ăn vậy. Ôi giời. Ôi giời, vừa tiếng luôn. Dính hết. Vừa tiếng luôn. Cái lên nhất. Ngay chứ. Như vậy. Thôi. Ba cục. Vậy tụi con hay băng. Phải với cái chỗ đứng ngay đây nè con nè. Ủa là đâu có đem búa lên tán nữa hả? Không. Kéo cái búa này chứ gì. Bơm lên chơi. Thay một cặp giống kiểu đủ vậy mày hết nói. Lên cái bươi xuống không. Đeo một tay cái mày. Kéo ai vô thêm không? Hả? Có kéo bị vô thêm không? Không. Như vậy. Ừ. Số đen này à? Trong ra ngoài gì đâu, đẩy ra thôi chứ. Rồi. Nó nặng, rung vô. Ê, trong. Hả? Tự cái nòng kia rồi. Rồi dọn sạch răng đi nha. Quá này nó không vừa hay vậy ơi. Sao cái đó nó được. Rưa con đặt ngon. Nó bình đặt không phải không? Vô. Từ ba vô làm quạt tải. Không ngay. Đâu. Không được. Thôi không. Ba bây giờ giá tám kia đi mới được. Giá không vô được. Gãy đầu dữ rồi. Lắc cái kia đi Nhật. Lắc cái con dưới này đầu dữ. Quá được gãy quá là không quá đi. Ok cái đàn máy này làm dữ lắm. Phải động lên. Ừ. Đó. Xong, giết. Thì động được. Cái này xuống chạy không được rồi, này xuống phải cột dây rồi. Rồi. Sát luôn, nhẫn xuống sát. Ở trong thì mấy anh mình đã ráp xong cái cù tô. Còn ngoài còn cái bánh lái chưa lên được nè. Bánh lái nãy anh mình quay lên được mới có mấy tấc. Lên nãy giờ lên nhõng xe luôn, sao nó cấn cái gì. Cấn gì mà không lên. Ôi nhõng xe rồi. Giờ mấy anh mình đang lắp cái đầu tay lái ở trên, thợ nghèo thì sơn. Cái này là nước lớn rồi, chuẩn bị chút xíu nữa xa thủy luôn. Xong tay lái này nè, nó đẩy xuống con cánh đằng máy lên nữa. Sao đặng mới luôn, nhẹ không? Lắp qua là nhẹ mà. Thế này đục quá dữ rồi. Rồi vậy lại bắt u xuống gần chết còn vậy đó thôi. Quá dữ rồi. Anh rút được hơi nhiều gì rồi, đây thiếu rồi, đây hụt đây rồi. Chưa, đừng nặng, thẳng quá nó nặng lắm. Anh lăn thử, anh quay đi. Chạy luôn. Qua dây. Nước rộng nhiều rồi. Gá bù lon rồi, đẩy xuống nước canh lại ngay luôn, khỏi canh, nó trả ra lại ngay luôn rồi, anh xiết bù lon vô anh chạy luôn à. Để mình qua, mình đi theo anh chạy thử một lần nữa. Mở dây. Rồi qua luôn đi, qua luôn đi. Hino 850 hộp số 12 tua, chiến dịch 2m8, 660kg mà. Mới vừa than dịch xong giờ chạy thử. Để thử coi được bao nhiêu dòng tua máy nè. Nãy anh nói là chạy được 1.300 mấy chục cái gì nè. Hino chạy mà thấy. Trời ơi em ru. Hino theo ý của chủ ghe, theo ý chủ ghe chạy ít tua mà chạy khoảng 1.300, 1.400 là ok, im máy vậy là ok rồi, ghé cho anh mình về luôn. Cái lực có dữ không anh? Lực dữ dịch cũ nhiều không? Ngon không? Ngon ơi. Gạt đầu chị ơi. Nó số ổng không? Cái điện nó ổng à? Dạ. Cái tới mà chạy không bác như chết. Dạ.